Quy trình quản lý lender chuyên nghiệp cùng với GoF&B. Rồi, đến với chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái chủ đề nó liên quan đến cái việc mà xử lý các đơn hàng. Tên chủ đề là quy trình quản lý lender chuyên nghiệp cùng với GoF&B. Cái đơn hàng á, cái cách lên đơn hàng á, mình nghe nó tưởng chừng như hết sức đơn giản luôn các bạn, đúng không? Thật nhất là các bạn mà đang thao tác và đang bán những cái sản phẩm GoSell rồi thì cái việc mà mình nghĩ rằng nó lên đơn nó hết sức là đơn giản, đúng không? Đúng không? Mình có hệ thống rồi, mình bấm mấy cái là xong cái đơn rồi, đúng không các bạn? Nhưng mà những cái sự lợi hại như thế nào đối với hệ thống của mình á thì không phải ai cũng biết. Thì anh hy vọng rằng là với cái buổi anh hướng dẫn ngày hôm nay các bạn sẽ nắm rất rõ những cái yếu tố đó và mình có thể chia sẻ cho khách hàng mục tiêu của bạn. Rồi, bài ngày hôm nay thì mình nói là lên đơn mà ha, thì anh sẽ có một vài cái để anh giới thiệu và brainstorm cùng với các bạn ở đây. Ở đây là cái hình thôi nha các bạn, cái hình này anh lấy ở trên mạng thôi chứ anh cũng không phải tự tay anh thiết kế ra. Đây là một cái bộ những cái thiết bị bán hàng tại cửa hàng thường thường mà các bạn hay thấy, đúng không? Thì với GoF&B của mình đang phục vụ cho các thao tác bán hàng như thế nào nhỉ? Các bạn có ai trả lời không? Ví dụ như là App Store là bán hàng tại cửa hàng này. Bán hàng tại cửa hàng là mình làm những cái thao tác như thế nào các bạn? Có ai trả lời cho anh không? Online cũng lên khá rồi đây ha. Tại cửa hàng mà mình muốn bán hàng cho người ta, mình làm những cái thao tác gì các bạn suy nghĩ đơn giản thôi. Ví dụ có khách hàng đến cửa hàng người ta mua thì mình nói thì mình làm cái gì? Tư vấn. Cái gì nữa? Anh ơi hôm nay topping sô cô la ngon lắm. Đúng không? Cái gì nữa? Sao em nói lớn rồi? Thực hiện đơn hàng. Thực hiện đơn hàng tức nghĩa là anh ăn bao nhiêu tô? 15 tô hả? Đúng không? Gỡ vô đúng không? Anh có ăn nhiều hành không anh? Đúng không? Hay là anh ơi em thấy là anh có em bé, không biết cái tô em bé có ăn hành không? Đó, cái đó là những cái mà việc các bạn bán hàng sẽ hay làm, đúng không? Rồi mình nhập lên đơn, đúng không? Đó là App Store, đúng không? Chưa đâu, gói anh Bi mình còn làm được cái gì nữa các bạn? Anh ngồi đâu? Bạn nào? Nhập vô, đúng không? Có phục vụ ha, mình có quản lý tại bàn đó các bạn. Đó đúng không? Nhớ rồi, rồi. Một vài cái ha, chút xíu nó demo mình sẽ cùng nhau mình điểm ra những cái hay đó. Rồi ngoài store ra thì mình có những cái gì nữa các bạn? Rồi từng người trả lời đi. Website, app, rồi còn gì nữa? Nói lớn lên em. Các bạn online cũng đừng ngần ngại chat vào chatbot trả lời nha. Bạn Đức trả lời là trên app. Đúng rồi, bài app bữa anh dạy rồi đó ha, đặt app nó nhảy vô đây nè, đúng không? Có không các bạn? Có mà. Rồi gì nữa? Take away, cảm ơn Huyền. Delivery, chính xác các bạn. Cảm ơn các bạn, thấy có nhánh mình trả lời không ạ? Có bạn bên kia thì cũng có trả lời mà hơi nhỏ. Rồi, mình sẽ có những cái tác vụ ha. Mà các bạn lưu ý những cái này, anh sẽ phân tích một chút ở chỗ này cho các bạn nắm. Anh nói một cái câu này nó rất là đúng luôn á nha. Nó không phải là ông nào không phải đối thủ nào cũng làm được những cái yếu tố này các bạn ạ. Nha. Bán hàng tại cửa hàng, bán hàng take away, giao hàng delivery và các đơn hàng nhận online. Online là bao gồm web và app. Nắm chỗ này giúp anh nha. Được không? Rồi, cái hay ở chỗ này là đây là các bạn. Take away là như thế nào các bạn? Các bạn mô tả thử cái giao dịch take away cho anh thử coi. Là buyer đến cái cửa hàng của mình, đặt hàng, xong rồi chế biến xong thì họ tự xách họ đi. Không ngồi lại bàn ăn.
Chính xác. À, nhớ cái này ha. Delivery là gì mọi người? Rồi tôi biết là dịch ra là giao hàng đó, nhưng mà cái tôi biết rồi, nhưng mà cái quá trình nó diễn ra như thế nào các bạn mô tả thử cho anh nào. Khách hàng online đặt qua nền tảng như website và app. Rồi, cảm ơn Hùng. Một ý kiến, có bạn nào có ý kiến khác không? Các bạn cứ trả lời đi. Mình ở đây mình đang học mà mình sẽ không có care cái chuyện đúng hay sai. Mà nếu mà mình chưa đúng là mình sẽ nhớ các bạn ha. Rồi, mời em. Chính xác. Ví dụ như bạn Chí có số điện thoại anh Minh. Hello anh Minh, chủ quán lấy cho em 2 tô bún bò. À, giao anh giữa cầu Sài Gòn nhanh đó, ví dụ vậy đúng không? Thế làm sao hỏi ở giữa cầu là chính xác là ở cầu bên nào đó, ví dụ như vậy ha. Rồi, cái đó là cái trường hợp là người ta gọi điện thoại đến cho shop và mình đã có cái thông tin, à chỉ lại cho anh chính xác là ở bên đây cầu hay bên kia cầu nha, được không? Là cái địa chỉ đúng không? Rồi bắt đầu mình mới nhập địa chỉ vô, mình mới giao hàng cho người ta đúng không? Đó, cái đó gọi là delivery. Còn cái trường hợp bạn Hùng nó nằm ở cái phần cuối cùng đó là online các bạn. Là khách hàng lên trên web tạo tài khoản hay là khách hàng có tài khoản trên app đặt thì nó là online, hồi nãy anh cũng có nói qua. À, cho nên là các bạn đừng bị nhầm lẫn với những cái này. Tại vì sao? Cái nhầm lẫn nó rất là nguy hiểm. Khi các bạn nhầm lẫn á là khi các bạn ngồi nói chuyện với khách hàng mục tiêu á mà các bạn chính các bạn còn không nắm rõ, khách hàng nói: "Ôi thằng bên đây nó có tính năng này rồi", nhưng thực ra nó không phải vậy. Ha, thật ra nó không phải vậy mà mình tưởng rằng là người ta có, nhưng thật ra người ta không có bằng mình. Nắm cái chỗ này giúp anh nha, nhất là Hùng á. Rồi anh lập chat. À, Hiếu Nguyễn trả lời là buyer đặt hàng, shop giao hàng cho buyer. Đúng rồi đó, trả lời như vậy là đúng rồi, nhưng mà nó chưa rõ lắm. Rồi bây giờ bạn Hiếu Nguyễn thì đã hiểu rõ hơn chưa? Các bạn online, các bạn đã hiểu được anh giải thích cụ thể được, các bạn đã nắm được chưa nào? Ok không các bạn? Khác nhau giữa delivery với lại online nha. Nhưng mai mốt đừng có hiểu lầm nó nha. Tại vì lý do tại sao á là cái online á là qua web với qua app nó có những cái hết sức đặc biệt khác nữa. Được không? À, nó có các chương trình khuyến mãi và nó sẽ được giới thiệu các bạn rõ hơn ở cái bài khuyến mãi. Được không? Rồi. Đến với cái phần mà tạo các đơn hàng một cách chuyên nghiệp như vậy, mình đang quản lý tất cả những cái tác động như vậy. À, mình đã có được cả một cái bộ như một cái vòng tròn khép kín, tùy theo nhu cầu khách hàng, tùy theo nhu cầu buyer họ đang thích cái kiểu gì mình cung cấp cái kiểu đó. À, và bây giờ anh sẽ mời các bạn tham quan qua cái view của cái hệ thống POS của mình. Rồi, đối với GoMB thì như các bạn đã biết, mình sẽ có một trang admin để set up mọi thứ và mình sẽ có một cái trang POS để các bạn vào, các bạn bán hàng. Tùy theo cái chức vụ của bạn, các bạn có thể là chủ hoặc các bạn có thể là nhân viên và mình sẽ có một cái tài khoản để mình đăng nhập bình thường. Và bây giờ anh đã có cái tài khoản của anh đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào thì tùy theo cái hệ thống của mình có bao nhiêu cái chi nhánh đã được set up. À, tức nghĩa là mình đã được set up lên hệ thống thì nó sẽ hiện hết lên trên đây. Và việc của mình bắt đầu là mình sẽ chọn cái chi nhánh nào để mình đăng nhập vào để mình bắt đầu một cái ca bán hàng. Được không? Lưu ý là bắt đầu ca bán hàng nha. Rồi anh nói ví dụ anh chọn quận Tân Bình. Anh là ngồi ở quận Tân Bình cho nên anh chọn quận Tân Bình. Rồi. Khi bắt đầu vào quận Tân Bình thì mình sẽ có cái gì? Hệ thống hiện ra mình một cái bảng bắt đầu mình sẽ phải kiểm kê. Kiểm kê những cái yếu tố nào đây? Kiểm kê tiền, tiền bạc và hàng hóa thất thoát nếu có. Hai yếu tố đó nắm ở chỗ này giúp anh nha. Và đây là một trong những cái USP của mình. USP anh đã nói rất nhiều lần rồi, đó là Unique Selling Point, tức nghĩa là những cái điểm mạnh của mình mà các bạn cần phải nắm ở đây. Cái điểm mạnh là không phải đối thủ nào cũng có đó.
Một số cái đơn vị khác cung cấp những cái phần mềm họ chỉ vô chỉ là để tính tiền thôi, xong họ không có thống kê, họ không có kiểm kê những cái nguyên vật liệu hay là tính toán cái phần tiền này, được chưa? Rồi bây giờ anh sẽ nói rõ chỗ này. Như các bạn thấy được ở trên cái màn hình anh đăng nhập thì nó thể hiện số tiền ca trước còn lại là 730.000. Anh đăng nhập vô, anh mở két thì anh thấy còn đúng 730 không? Nếu không còn xu nào thì anh sẽ nhập vô đây số 0. Nếu còn đúng 730 thì anh nhập vô đây đúng 730. Ai bạn Đức đừng có nói bị trơm gì hết, bị cái gì đó anh không biết. Được chưa? Rồi số tiền đầu ra anh có 730.000 trong két. Rồi mình kiểm kê cái gì nữa? Ví dụ anh là người giống như ở những cái nhà hàng á, thì người ta gọi là thuật ngữ, người ta gọi là những cái bạn mà đi làm theo ca, thì cái ca sớm nhất mà mở cửa thì thường người ta sẽ gọi là ca open, còn cái ca cuối cùng trong ngày mà đóng đóng cửa dọn dẹp người ta gọi là ca down down á đó. Thì thường những anh chia sẻ chút với những cái bạn mà làm ca thì thường làm ca down sẽ được nhiều tiền hơn là những cái bạn làm ca những giờ khác à. Thì cái việc của bạn ca open là phải mở cái tủ lạnh ra đó, tùy theo cái nhóm cái sản phẩm của mình phải mở những cái phần chứa nguyên vật liệu ra coi có cái nào hư không thì bỏ ra. À thì ví dụ như anh nói anh mở cái tủ lạnh thì anh thấy một cái sản phẩm là nó của anh bị hư, ví dụ như trứng gà bị bể chẳng hạn đó, hoặc là hoặc là một cái ví dụ như cái này đi, thịt bò đi đó, ví dụ như anh có một số lượng tồn kho còn đáng lẽ là hôm qua cam qua là còn 16 nè, 16 cái phần mà hôm nay anh đến là tính ra còn có 15 mà. Đây hệ thống nó trình lệch lý do chuột ăn hả, ghê quá. Nó cái này vô là muốn dẹp tiệm luôn các bạn ha. Rồi anh nói thôi ví dụ vậy đi đó, rồi mình xác nhận. Mình làm cái này để cái gì, mình báo cáo với cái kho hàng á, mình báo cáo vô kho là thật ra hôm qua là còn 16 nhưng mà kho hàng bị hư một số nguyên vật liệu này nha, là để cho cái kho nó hoạt động cho nó đúng cái công việc của nó. Bây giờ Có hiển thị ở trong cái bài kho hàng anh có dạy rồi ha, tức nghĩa là các bạn vào cái phần kho sản phẩm các bạn sẽ thấy được nó bị trừ đi một phần. Thì bây giờ anh bấm tiếp tục là lát vô trang admin mở là có đó. À chút xíu nữa anh mở cho coi, bình tĩnh. Rồi bây giờ anh là người mở ca thôi ha, anh sẽ vào rồi anh coi như là anh hướng dẫn các bạn à. Đếm tiền nè, xong lại đếm hàng, xong xưa bắt đầu mình đi vào mình bán hàng. Rồi nhận được một lời chúc, bắt đầu. Ở đây thì mình sẽ có cái gì, giao diện POS của mình thì mình sẽ có ba cái tác vụ ha, Install, Takeaway và Delivery. Và nếu mà có cái đơn hàng nào đặt online thì nhà bán hàng sẽ thấy được có một cái đơn nó nằm ở cái tab chờ xác nhận ở đây. Rồi khi mà có cái đơn hàng á là hệ thống của mình nó gắn với cái chuông nó kêu, cái tiếng nó nói không biết ai thu âm nữa, hình như anh cũng demo với bạn rồi đúng không, đó là có một đơn hàng mới mà nó không giống cái giọng của anh mới nói đâu nha, nó lắm là cái giọng nữ. Rồi rồi ha, và ở đây thì mình sẽ có thao tác những cái của anh Bùng như là Install, Takeaway, Delivery. Mình sẽ quản lý được những cái gì đây, mình sẽ giúp khách hàng mục tiêu của mình quản lý được khách hàng đến cửa hàng ăn chọn món, khách hàng ngồi bàn nào để mình sắp xếp. Ví dụ như mà anh tưởng tượng như bây giờ mình đã nhận full hết bàn rồi thì cái người ở bên ngoài sẽ nhận được cái thông báo đó và họ sẽ nói dạ xin lỗi anh đợi 15 phút, quán ăn hiện tại đông quá hết bàn rồi. Cái đó nó hay hơn không? Hơn là khách khách vô xong khách giành nhau cái ghế ngồi rồi lỡ có chuyện gì thì sao các bạn, đúng không? Đó. Rồi đó nha, chút xíu hơn nha. Mình sẽ chọn sắp xếp bàn ghế, rồi khi mà lên đơn cho khách hàng mình cũng có thể đọc cho khách hàng được những cái chương trình giảm giá ha, hoặc là mình cũng có thêm thông tin khách hàng vào
À, nếu mà khách hàng đã là thành viên thì biết đâu họ đã là thành viên vàng rồi thì mình cũng đọc lại cho khách hàng được cái số tiền họ được được giảm là bao nhiêu đó, rồi mình cũng có thể cộng trừ phí nếu có, hoặc là các chương trình giảm giá nếu có, đúng không? Tương tự cho takeaway và delivery. Rồi về cái đơn hàng á, thì bất kỳ một cái đơn hàng nằm ở cái giao diện nào thì mình đều rất là dễ dàng, mình có thể là mình tìm đến cái món ăn bằng cái tác vụ tìm ở đây. À, mình nhớ cái món nào thì mình tìm, hoặc mình có thể đang có cái chương trình bài trước anh nói về khuyến mãi đúng không, đang có chương trình vào combo thì nhớ không, đúng không? Các bạn nhớ bài không, anh ơi biết anh đang phân vân nhưng mà hiện tại bên em đang có một cái combo như vậy rất là hot và được nhiều người ưa chuộng, nó bao gồm một tô phở lớn, một ly cà phê, có 300 mấy thôi anh. Đó đó ha, có 300 mấy thôi, thôi bỏ qua đi mà cứ nói cắt cổ không. Đó thì mình vừa nói là mình vừa tạo đơn, mà khách hàng sẽ hỏi ra một vài món nữa thì mình cứ nhập vậy, và mình sẽ rất là dễ dàng để mình tạo một cái đơn hàng như vậy, được không? Rồi anh sẽ bây giờ anh sẽ có một cái thay đổi nhỏ nhỏ, đó là anh sẽ nhờ một bạn lên và demo lại cho anh những cái thao tác tạo đơn liên quan đến bán hàng tại cửa hàng Takeaway và cả delivery. Xong cái đó thì anh sẽ dùng cái app của anh sẽ tạo một cái đơn online xem bạn xử lý như thế nào ha. Ok không? Rồi anh sẽ mời bạn bạn Đức ha. Bạn Đức sẽ demo cho anh, để anh bạn bạn Đức sẽ demo cho anh coi, và anh như anh đã nói ha, bạn Đức sẽ phải nói giống như là các bạn đang sell cái của mình. Cảm ơn mình ha. Rồi chào tất cả các bạn offline cũng như là online. Thì hôm nay thì Đức sẽ demo cũng như là chia sẻ cho các bạn về cái phần mà lên đơn hàng của cái sản phẩm F&B ha. Thì như các bạn đã biết, khi mà sale á, mình đi gặp khách á, khi mình demo á, thì mình phải tìm hiểu doanh nghiệp của họ, xem là họ đang bán sản phẩm gì, kinh doanh sản phẩm gì, đúng không? Mình biết được cái khó khăn của họ đó, xong rồi mình sẽ đưa cái giải pháp mình về để mình tư vấn, mình trao đổi với khách hàng xem. Thì hôm nay Đức sẽ thao tác cái thao tác lên đơn hàng cho các bạn ha. Rồi đang xuất ra được không anh? Đi từ ngoài luôn đúng không anh? Rồi xíu. Không đi. Rồi, thì khi mà mình bước vào cái phần demo á, thì mình sẽ có hai cái á. Thứ nhất là cái phần mà admin. Admin là cái phần để cho những cái buyer hoặc quản lý. Cái đó là stuck đi. Để anh chỉ cái nè. Nói anh bị admin này. Post lên luôn. Rồi. Thì như các bạn đã biết thì mình sẽ có cái phần admin để mình quản lý. Thì trong cái phần quản lý này thì mình sẽ đăng nhập vào ha. Đây. Khi mà mình muốn set up cái quán của mình á, thì các bạn biết là mình sẽ set up về cái phần tại cửa hàng trước, in-store trước, tức là cái phần mà khu vực bàn á. Mình sẽ vào cái phần khu vực, ví dụ là vào cái quán ăn đó đi, thì mình sẽ biết được là cái quán ăn đó nó sẽ có nhiều khu vực, ví dụ khu vực ở sảnh này, khu vực tầng 1 này, khu vực bếp này, khu vực lầu 2 gì đó, thì mình sẽ set up khu vực trước. Thì mình sẽ vào cái phần thêm mới này các bạn ha, mình thêm cái khu vực, cái mô tả đó, ví dụ là lầu 2 đi, mô tả đây là 4 người chẳng hạn, ví dụ như vậy đi ha, mình thêm mới. Lầu 10 đi, lầu 12 luôn đi, mới ra step luôn. Rồi mình set up khu vực xong thì mình sẽ vào cái khu vực phần bàn để mình set up bàn. Ví dụ như là bây giờ cái khu vực đó nó sẽ gồm bao nhiêu bàn, tên bàn là gì, thì mình sẽ set up ở đây các bạn ha.
để mình là chủ doanh nghiệp thì mình sẽ set up những cái phần này ha, tại quán của mình. Mình thêm mới số lượng ghế ngồi đây, ví dụ đây, hồi nãy là lầu 12 đúng không, rồi mình sẽ set up cái khu vực bàn, rồi số người bao nhiêu người, đây mình thêm mới đây ha. Đó, thì Đức vừa set up xong cái phần mà mình sẽ set up cái khu vực bàn của mình. Mình sẽ set up trước ở trong cái phần này. Và cái phần của góc FB của MetaStep á, nó đặc biệt hơn là mình có thể là set up được cho nhiều chi nhánh ha, nhiều chi nhánh, nhiều cửa hàng. Và khi mà mình set up về cái phần mà giao hàng á, phần thanh toán á, thì nó sẽ có hai hình thức. Tại vì các bạn biết là những cái quán mô hình về quán ăn này, cà phê này, nó sẽ có hai hình thức, ví dụ là mình thanh toán trước hoặc là thanh toán sau. Các bạn biết là ví dụ thanh toán trước là ví dụ các bạn vào các cái quán cà phê như là Highland đi, Highland hoặc là ở những cái quán mà mình tới mình trả tiền trước các bạn, đúng không? Thì mình phải order xong đó thì họ sẽ mang nước lại cho mình và mình tính tiền trước. Còn thanh toán sau là sao? Ví dụ là các bạn đa số là các cái quán ăn thì họ sẽ thanh toán sau, hoặc là những cái quán cà phê truyền thống các bạn thì họ sẽ thanh toán sau. Ví dụ như là họ cứ vào họ uống cà phê, họ order món trước, không, mình vẫn lên đơn trước nhưng mà mình chưa giao bill cho họ, tại vì có thể là họ sẽ kêu khá là nhiều món các bạn. Thì sau đó thì khi mà tính tiền á, họ sẽ kêu nhân viên lại để tính tiền và bắt đầu mình sẽ xem là họ bao nhiêu tiền, họ có mua ăn thêm cái gì đó không, mua thêm cái gì đó không, thì mình sẽ tính tiền cái phần là thanh toán sau của mình. Các bạn hình dung cái phần này chưa? Đó thì mình setup trong này ha. Đó thì các bạn có thể chọn thanh toán trước hoặc thanh toán sau khi mà mình setup cái cửa hàng của mình ha. Đó là cái phần mà mình setup cho cái phần thanh toán ha. Rồi và Đức sẽ đi sâu vào cái phần bot ha. Bot ở đây thì như hồi nãy mình có nói thì mình sẽ có ba hình thức quản lý. Thứ nhất là mình sẽ quản lý tại cửa hàng in store và take away, tức là bán giao đi. Khách hàng tới cửa hàng mình mua hàng đó xong rồi họ sẽ mang đi chứ họ không ở lại quán họ ăn. Và hình thức thứ ba đó là delivery, tức là đặt hàng qua đơn vị vận chuyển ha. Đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng. Rồi thì như các bạn biết thì khi mình đăng nhập vào thì mình sẽ vào cái phần bot. Bot ở đây thì mình sẽ chọn cái chi nhánh, ví dụ hồi nãy anh Minh là chọn Tân Bình đúng không, bây giờ Đức sẽ chọn Tân Phú ha. Và cái số tiền đầu ca như hồi nãy anh Minh có nói là mình sẽ coi là kết ca trước, ví dụ là mình mở cái khai tính tiền thì mình ra coi là số tiền còn lại là bao nhiêu, có bị thất thoát hay không, bao nhiêu tiền thì mình sẽ nhập cái số tiền đầu ca vào đây. Nếu mà đủ thì mình sẽ nhập đủ, còn thiếu thì mình sẽ nhập thiếu vào đây ha. Và ở đây thì mình sẽ kiểm kê cái kho hàng của mình, xem hàng hóa của mình có còn đủ hay không. Đó là cái phần rất là hay trong cái phần mà F&B của mình. Mình kiểm soát được cái phần kho hàng, coi là khi mà bắt đầu một cái ca mới thì nó sẽ kiểm soát như thế nào. Theo được biết, một số đơn vị F&B bây giờ họ sẽ chưa có cái phần là ví dụ số tiền đầu ca bắt đầu là còn bao nhiêu tiền như thế nào đó. Họ chỉ có vào bên trong cái phần F&B tích hợp vào thôi. Nhưng mà hệ thống của wholesale thì nó tốt hơn, cũng như là nó sẽ tích hợp thêm cái phần này nữa cho khách hàng của mình ha. Thì bây giờ Đức sẽ đi sâu hơn ha. Rồi đó thì các bạn biết là khi mà vào cái hệ thống bot của mình thì nó sẽ có cái câu là chúc bạn một ngày bán hàng thành công ha. Bây giờ Đức đăng nhập vào ha. Đây đó thì Đức sẽ tiến hành một thao tác khi mà những cái phần món ăn này, tức là mình đã tạo nguyên liệu rồi thêm cái món ăn ngay từ trong cái phần ở ngoài rồi, cái phần những cái bài học trước của anh Minh rồi ha. Thì đây là Đức sẽ thao tác một cái quy trình mà mình lên đơn hàng, ví dụ nhân viên lên đơn hàng cho khách hàng. Khi mà ví dụ khách tới cửa hàng mình mua hàng đi thì mình sẽ mua như thế nào, ví dụ là mình chọn cái món ăn này đi ha, tạo đơn hàng này không đủ nguyên vật liệu, rồi Đức lấy cái sản phẩm này đi. Rồi ha, thì mình sẽ tạo một đơn hàng ở đây. Đó, mình tạo số lượng ha. Mình chọn số lượng ha. Rồi, mình tạo đơn hàng. Thì những cái đơn hàng mình tạo á thì nó sẽ nằm trong cái phần này đấy các bạn. Nằm trong cái phần đơn hàng ha. Là những cái đơn hàng đang phục vụ. Và hồi nãy Đức bật cái hình thức là thanh toán. Đây, thanh toán trả sau. Ha. Đây. Thì nó sẽ hiện cái từ thanh toán này. Ha, các bạn ha, tức là những cái đơn hàng mà đang phục vụ tại cửa hàng của mình các bạn ha. Rồi và cái hệ thống của mình á, nó có một cái hay ở đây nữa, tức là ví dụ là bây giờ khách hàng tới mua hàng đi, khi mà họ tới mua hàng á, ví dụ là có 2-3 khách tới mua hàng mà khách này họ chưa tính tiền xong đúng không, mình có thể là lưu cái đơn hàng đó vào đơn hàng nháp nữa các bạn. Đấy, tức là ví dụ ha, tạo đơn hàng này đi,
à mà Đức muốn là Đức lưu lại để nó không bị mất đi các bạn, thì Đức sẽ lưu vào cái phần lưu nháp này, các bạn thấy không, cái chữ lưu nháp này sẽ lưu ở đây ha. Và cái đơn hàng này nó sẽ nằm ở đâu thì các bạn cũng vào cái mục đơn hàng hồi nãy á, thì cái đơn nháp nó sẽ nằm ở đây ha. Và ví dụ khách hàng tiếp theo họ tính xong rồi thì mình sẽ quay lại cái đơn nháp đó, mình tính tiền tiếp cho cái đơn nháp của mình đây ha. Đó, các bạn vào cái phần chỉnh sửa tiếp là nó sẽ tính tiền cái đơn hàng mà mình hồi nãy mình chưa tính các bạn ha. Rồi và tiếp theo á, trong cái phần bot của mình đó các bạn, thì các bạn biết là khi mà khách hàng có tới mua hàng đi thì mình cũng có thể là tích điểm này, nhập thông tin khách hàng đây này, ví dụ họ đã có membership với mình rồi đúng không, mình cũng có thể tích điểm cho họ trong hệ thống của mình ha, để có thể là khách hàng, tại vì khách hàng Việt Nam đó các bạn, họ tới cửa hàng đó ví dụ là cửa hàng đó có những cái chính sách ưu đãi gì đó đúng không cho khách hàng, thì chắc chắn là họ sẽ chọn cái món ăn, chọn cái quán của các bạn đúng không. Đó là những cái chương trình mà thành viên ha. Thì bài trước thì mình cũng đã chia sẻ rồi, anh mình cũng có chia sẻ rồi ha. Rồi và Đức sẽ nói tiếp theo về cái phần mà mình sẽ đặt đơn hàng ở online thì sao, tại vì các bạn biết là cái hệ thống của mình á, nó có cái phần là website và app đúng không, của F&B. Thì các bạn biết là bên mình khi mà họ mua cái hệ thống của wholesale của F&B á, thì nó sẽ có cả website bán hàng, app bán hàng này trên điện thoại luôn. Và khi mà họ đặt hàng á thì những cái đơn hàng online nó cũng sẽ nằm đây này các bạn, nó nằm ở cái phần mà chờ xác nhận đấy các bạn. À, thì những đơn hàng online nó sẽ đổ vào đây. Đó, ví dụ là store app này, đó, store web này, đó, nó sẽ nằm ở đây. Thì các bạn vào đây các bạn có thể là xác nhận à, những cái đơn hàng đó ở online. Và trong cái phần đơn hàng đó các bạn, mình cũng có thể là hủy đơn hàng được. À, những cái đơn hàng mình mua xong mình có quyền là mình hủy đây này các bạn. À, hủy đơn hàng trực tiếp trong cái phần đơn hàng của mình khi mà khách hàng họ mua hàng. À, đây không có mua hàng nữa thì mình có thể là quyền hủy đơn hàng của mình. À, rồi tiếp theo á, thì Đức sẽ qua lại cái phần admin ha, nói một xíu. Các bạn biết là khách hàng thì chắc chắn là họ sẽ quan tâm là cái nào mà nó tiện lợi nhất đúng không ạ, cái nào mà nó mang lại cái giảm cho họ cái chi phí vừa quản lý này vừa bán hàng đúng không ạ. Thì cái hệ thống của mình thật sự là các cái phần mà quản lý chi tiết về cái phần F&B ấy, thì hệ thống của mình quản lý rất là chi tiết luôn các bạn. Từ cái phần mà hồi nãy Đức có tạo là ví dụ về tên cửa hàng này, địa chỉ này, đó những cái thông tin này đó. Rồi về Đức nói thêm một xíu nữa là đây có cái phần tồn kho các bạn, nó sẽ cho phép bán sản phẩm khi hết nguyên vật liệu các bạn. À, ví dụ là khi mình hết nguyên vật liệu là mình cũng có quyền là mình bán tiếp sản phẩm đó các bạn ha. Rồi và trong cái phần này này các bạn, ngoài ra mình có thể là mình set up thêm về cái phần ví dụ là mình quản lý về nhân viên này, nhân viên tức là mình phân quyền đấy các bạn, phân quyền nhân viên này, đó, nhóm quyền nhân viên. Ví dụ là mình phân quyền cho những cái nhân viên của mình, đa số nha các bạn, thì một người chủ doanh nghiệp á, thì họ sẽ phân quyền cho nhân viên quản lý cái phần tại cửa hàng thôi. Còn những cái phần ví dụ là phân tích báo cáo này, về những cái phần mà doanh số thì chắc chắn là mình sẽ không cho nhân viên được. Thì mình thao tác cái này luôn, mình phân quyền này, đó, tên nhóm quyền là như thế nào này, mô tả này, và những cái quyền mà cái nhân viên đó sẽ được cấp quyền. À, các bạn sẽ cấp quyền ở đây, trên cái phần của bên phần mềm gốc FB của mình ha. Và trong hệ thống của mình các bạn, nó sẽ hỗ trợ quản lý được cả CRM nữa các bạn, khách hàng nữa, đúng không các bạn? Đó cũng là một cái vấn đề mà doanh nghiệp phải cần khi mà họ xài cái hệ thống F&B của bên Mediasep. Thì trong hệ thống này mình sẽ quản lý những cái tệp data khách hàng của họ, đó, xem là khách hàng đó họ mua ở cửa hàng này, họ mua ở takeaway hay là họ mua delivery, thì mình đều quản lý được. Rồi anh đặt online đúng không anh, sao nó không có kêu gì vậy? Anh chưa đúng rồi. Đúng rồi, anh đặt tên mình. Rồi bây giờ anh vô Tân Phú đặt được không? Ok, anh đặt lại. Rồi ok ha. Đức xin phép nói tiếp ha.
Trong cái phần FB các bạn thì mình sẽ quản lý được những cái ví dụ là về thông tin khách hàng này, số điện thoại này, cái hạn khách hàng này, membership các bạn. Thì mình sẽ có hai hình thức ha. Thứ nhất là mình quản lý theo cái điểm thành viên và quản lý theo membership các bạn, tức là phân cấp thành viên hạng các bạn. Thì doanh nghiệp đó ví dụ là họ sẽ có rất là nhiều đối tượng khách hàng, đúng không ạ? Có thể là mình sẽ phân cấp theo những khách hàng mà theo số tiền của họ, hoặc là theo những cái khi mà họ tích lũy được cái số điểm đó rồi, cái hạng đó rồi, thì họ sẽ được chiết khấu bao nhiêu phần trăm. Đó, thì hệ thống của F&B mình sẽ... Bạn vừa có đơn hàng mới. Rồi, có đơn hàng mới. Rồi, thì anh Minh, anh mới thao tác là đặt một cái đơn hàng mới trên online, trên website các bạn. Thì bây giờ Đức sẽ vào cái phần đơn hàng ha. Đây, thì nó sẽ hiện đây này các bạn. Cái phần mà những cái đơn hàng từ online, ví dụ là từ website này, hoặc là từ app của F&B á, thì nó sẽ đổ về cái phần này các bạn ha. Thì nó sẽ hiện đây này các bạn. Địa chỉ này, món, thời gian này, tổng số tiền là bao nhiêu. Thì mình sẽ vào cái đơn hàng, cái phần mà quản lý bot của mình các bạn. Mình xác nhận đơn hàng ha. Order, được chứ? Được chứ? Được. Rồi, thì Đức sẽ xác nhận đơn hàng ha. Rồi. Đó, đó là cái phần mà mình xác nhận đơn hàng để mình tiến hành mình kêu bếp chuẩn bị món các bạn ha. Trong cái phần mà chờ xác nhận nó có một cái tiếng kêu khá là thú vị ha. Rồi. À, đây. Các bạn thấy không? Khi mà Đức xác nhận xong thì cái phần mà đang phục vụ các bạn nó sẽ có đây ha. Đây, cái đơn hàng mà Đức mới xác nhận ở trong cái phần online các bạn, nó sẽ nằm đây này. Đó. Thanh toán. Tại vì hồi nãy là Đức chọn cái hình thức thanh toán trả sau đó các bạn. Đó, thì nó sẽ trong này thì mình sẽ tiến hành cái bước thanh toán ha. Đó, ví dụ là thanh toán thì các bạn biết là hệ thống của F&B mình á, nó có rất là nhiều cái phương thức thanh toán. Cái phương thức thanh toán á, thì các bạn khi mà vào hệ thống á, nó sẽ nằm ở cái phần cấu hình này các bạn. À, các bạn setup cái phần thanh toán này. Thì hiện tại á, trong hệ thống GoFB của mình sẽ liên kết ví dụ là thanh toán tiền mặt này, VNPay này, đó, thanh toán credit này, hoặc là Momo, cũng là một cái hình thức thanh toán khá là phổ biến đó các bạn ha. Rồi, và giao hàng thì hiện tại thì bên mình sẽ liên kết với Ahamu và có phương thức là từ vận chuyển. Sắp tới thì có thể là mình sẽ liên kết thêm một số đơn vị vận chuyển nữa vào cái hệ thống GoFB này. À, và theo thông tin Đức được biết thì ngày 15 tháng năm này là mình sẽ cập nhật cái phiên bản mới các bạn. Thì trong cái phần mà app, cái app của F&B các bạn, cái app F&B á, hiện tại là chưa có thông báo đẩy, thì nó cũng sẽ tích hợp cái phần thông báo đẩy vào cái phần marketing này luôn. À, hiện tại thì cái phần marketing của F&B á, nó sẽ có hai hình thức, đó là QR code và chiến dịch email marketing. À, sắp tới là có thông báo đẩy vào cái phần mà marketing này, cái này là Đức nói thêm thôi, trong cái không có trong cái bài báo này. À, nhưng mà Đức nói thêm để cho các bạn nắm. Vì đó cũng là một cái tính năng khá là hay để khi mà mình demo, mình tư vấn cho khách các bạn, mình show được cái giá trị sản phẩm F&B của mình cho khách hàng xem. Các bạn nên nhớ là khi mình demo khách hàng á, mình nên tương tác, mình nên có một cái sự tương tác với khách hàng của mình để mình biết được là khách hàng đó nó đang gặp khó khăn gì và mình nói đúng cái trọng tâm đó về cái sản phẩm của mình. Đó, để mình có thể là dễ chốt được cái đơn hàng đó. Tại vì mình là quan trọng của mình là cung cấp giải pháp mà các bạn. Đó, cái điều quan trọng nhất của sale là vậy. Rồi, hồi nãy Đức đang nói cái phần CRM đó các bạn. Đó, và trong cái CRM của mình á, cái FB này nó cũng y chang câu sale các bạn. Mình vẫn có thể là nhóm khách hàng được. Nhóm khách hàng ở đây thì mình ví dụ là mình sẽ phân nhiều nhóm á, nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và theo những cái điều kiện ở đây các bạn. Đó, ví dụ là điều kiện là theo thông tin khách hàng này, nó sẽ có cái phần là ngày đăng ký này, ví dụ theo ngày sinh, giới tính hoặc theo thẻ khách hàng, thì các bạn có thể phân nhóm ở đây. À, theo những cái đối tượng khách hàng này, khách hàng ví dụ là các bạn phân nhóm là khách hàng VIP hay là khách hàng bình thường gì đó. Thì tại sao mình phân nhóm các bạn? Các bạn biết tại sao mình phải phân nhóm không? Tại vì mỗi đối tượng khách hàng á thì họ sẽ có ví dụ là mình sẽ cho họ những cái chương trình ưu đãi khác nhau. Đó, giống như là mình boost sale đó bạn. Mình sẽ có những cái chương trình khác nhau. Ví dụ khách VIP thì mình sẽ có chương trình khác, khách hàng lẻ bình thường thì mình sẽ có chương trình khác. Hiểu không các bạn? Đó thì mình sẽ có những cái chương trình để mình chăm sóc họ, mình boost sale họ trong cái hệ thống FB này, thì mình có thể là phân nhóm ra được. Rồi, và cái phần mà quan trọng ở đây á, là mình sẽ biết được là cái tình hình kinh doanh của mình đang lời hay lỗ các bạn. Mình đang lời hay lỗ, ví dụ là về cái tổng đơn hàng của mình bán được này, doanh thu của mình này, về cái giao vốn của mình này, và nó sẽ có một cái biểu đồ.
nó sẽ thể hiện được cái về cái tổng doanh thu, cái tổng đơn hàng của mình các bạn ha, tổng doanh thu và tổng đơn hàng của mình đó, và top những cái sản phẩm bán chạy của mình. Mình sẽ biết được là cái cửa hàng đó họ đang bán những cái sản phẩm nào nó bán chạy nhất đó, để mình biết, và cái khách hàng nào cũng đang đứng top luôn này các bạn, mình có phân tích được luôn này đó, trong cái phần này ha, mình có thể là tìm kiếm search theo ngày được ha, từ tất cả chi nhánh của mình trong hệ thống này luôn đó. Cái phần quản lý chi nhánh này cũng rất là hay nha các bạn. Ví dụ là khách hàng nó có cả trăm cả ngàn chi nhánh này, thì mình vẫn quản lý được trên cùng một cái hệ thống của F&B của mình luôn, tất cả mọi cái thông tin từ cửa hàng, từ đơn hàng và từ khách hàng luôn, thì nó sẽ quản lý trong cái hệ thống gọi F&B của Mediastep đó. Thì các bạn khi mà các bạn demo thì các bạn nên show những cái phần đó cho khách hàng xem để khách hàng nắm rõ đó. Rồi còn phần nào quan trọng không ta? Delivery nữa đúng không? Nghiệp bếp đơn hàng. Ở đây, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ví dụ tiến hành tạo một cái đơn delivery ha, tức là giao qua đơn vị vận chuyển đó các bạn. Đây ha. Trên đơn hàng. Gỏi gà đi các bạn ha, tại Đức thích ăn gỏi gà, Đức chọn gỏi gà. Món này xóa đó. Rồi gói gà. Rồi ăn hai phần đi, một phần đâu không no đâu. Đây thì Đức sẽ tiến hành tạo cái đơn delivery cho các bạn ha. Đó, ví dụ là khách hàng đó, à, cái này delivery mà. Rồi mình sẽ tiến hành tạo đơn hàng. Rồi thì cái phần mà tạo đơn hàng delivery cho các bạn thì mình sẽ điền những cái thông tin ở đây. Ví dụ là về tên khách hàng này, ví dụ là Hoàng Đức. Rồi ok, mình nhập cái số điện thoại ở đây các bạn, số điện thoại khách hàng ha. Rồi ok, và đây là cái phương thức thanh toán này các bạn, phương thức giao hàng này. Ví dụ là cái này thì mình hồi nãy có bật, tức là shop tự giao hàng, ngoài ra thì còn có Ahamu nữa. Delivery, để Đức vào cái phần này, Đức mở cái ủa đâu ta? Giao hàng. À đây, thì Đức sẽ mở cái Ahamu này các bạn ha, Đức lưu lại. Rồi, Đức sẽ vào cái inbox này, Đức lắp lại. Rồi, Đức sẽ tiến hành thao tác lại về cái phần mà mình sẽ đặt hàng qua đơn vị vận chuyển ha. Rồi đây, mình tạo đơn hàng. Rồi, đây thì mình sẽ nhập thông tin lại. Rồi, số điện thoại. Rồi, một chút nó vẫn không hiện như ta. Ăn. Rồi, thì cái này thì mình sẽ chọn hai phương thức ha, là shop tự giao hàng hoặc là qua delivery ha. Và ở đây phương thức thanh toán thì mình có thể là thanh toán khi nhận hàng này, chuyển khoản này. Đó, thì mình có thể chọn ở đây ha. Rồi mình có ghi chú gì thì mình sẽ ghi chú ở đây. Và cái địa chỉ này các bạn, cái địa chỉ thì mình sẽ nhập và nó sẽ có hiển thị trên cả Google Maps nhé các bạn, đơn hàng luôn ha. Ví dụ là 60E Trường Sơn đi ha. Vậy ha. Rồi ở địa chỉ nhà mình đi, Nguyễn Văn Khối. Rồi đây ha các bạn, đó thì nó sẽ hiển thị trên cái Google Maps đó các bạn, khi mình tiến hành đặt một cái đơn hàng delivery ha. Đó, và cái phần mà đây, cái phí này các bạn, thuế này, giảm giá này và phí giao hàng này các bạn, nó sẽ hiển thị cái km này các bạn là bao nhiêu tiền. Đó, cái này là bên cái hệ thống FB của mình có thể là hỗ trợ khách hàng ha. Rồi ha, đó là cái thao tác của mình đặt hàng qua đơn vị vận chuyển đấy các bạn ha, là delivery ha. Rồi cái phần thao tác này không biết là các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn online này, mình có thể để ra phần chat này. Các bạn offline đây có câu hỏi nào không? Xin hỏi, nếu khi mình đặt delivery thì để làm gì?
thu tiền nó như thế nào? Delivery hả? Delivery tức là họ đặt qua website, qua app hay là qua tele? Tại vì cái này là shop tự giao hàng thì shop sẽ thu. Sao vậy? Tại vì cái đó là mình đã liên kết với đơn vị giao hàng rồi, thì đơn vị vận chuyển nó sẽ tính những cái phí rồi. Ai sẽ mua sẽ thua và sẽ hoàn trả lại cho mình. Mình sẽ có những cái lịch đối soát, giống như là cái sản phẩm co-sale của mình vậy đó. Ví dụ một tháng nó sẽ có 3 ngày đối soát. Thì cái đó thì em hỏi leader về những cái ngày đối soát đó. À, thì mình sẽ, tức là A mua, mình tức là cái tiền nó sẽ về Metastep. Xong rồi Metastep sẽ có những cái ngày để thanh toán lại cho khách hàng. À, mình sẽ có. Em hỏi hả? Chị Thi hả? Vâng, xin mời chị Hoa hậu Mỹ Thi ạ. Hôm nay chị bệnh nên giọng chị khó nghe chút xíu nha. Ok, chị em nghe rõ. Rồi em quay lại cái phần mà ra cái phiếu tính tiền á, sau khi đã lên đơn có cái phiếu tính tiền. Đó. Cái phần tính tiền đúng không chị? Đơn hàng đúng không chị? Phần này đúng không? Rồi. Thì hiện tại là các cái thiết bị của mình nó có đồng bộ giống như một số cái đơn vị như mà của nó đồng bộ qua thuế luôn á. Tức nghĩa khi mà mình xuất một cái đơn đó nó có VAT, nó sẽ có cái mã QR, tức là mã code giống như mình đi xe mà thành bưởi hay là mình đi xe các cái đơn vị khác á. Ở trong cái phiếu tính tiền nó có một cái QR để mà khi khách hàng quét vô nó sẽ ra một cái hóa đơn VAT cho cái đơn hàng đó luôn hay không. Hiện tại á, mình có đồng bộ đó chưa? Đúng rồi. Ờ, cái này hiện tại là chưa có gì thì, tức là trong cái phần FB của mình chưa có gì thì. Yeah. Em nghĩ là cái đó chỉ đưa vào đề xuất thôi chị thì. Yeah. Trong cái phần này. Yeah. Ok đúng không ạ? Okay. Các bạn cho Đức một tràng pháo tay nào. Cảm ơn bạn Đức nha. Các bạn online ơi, nhà mình cho bạn Đức một tràng pháo tay online nào. Các bạn biết reaction không? Có cái reaction các bạn thả tim hay like hay vỗ tay gì đó. Rồi, cảm ơn câu hỏi của các bạn. Mình có cái reaction mà các bạn đâu cần phải chat vậy đâu. Rồi, cảm ơn Đức ha. Anh thì các bạn có đặt thêm câu hỏi nào qua cái phần demo của Đức nữa không? Mời em. Được. Rồi đây nè anh. Cái em đang hỏi là cái tồn kho hàng. Ví dụ như trong cái tủ lạnh của anh chỉ còn 5 trái trứng thôi. Ví dụ vậy. Mà anh đang làm cho bạn này một phần offline 2 trứng, đang nhận đơn là đã gõ vào đơn rồi, là tự động không kho nó giữ 2 trái trứng đó. Em hiểu không? Thì đang giữ đơn cho em rồi, khách hỏi nó sẽ tự động nó trả lại rồi. Về cái việc mà Đức demo lúc nãy á, thì bạn đang hướng dẫn các bạn ở những cái thao tác nhận đơn, cách nhận đơn, nhận biết đơn đến từ các nguồn nào. Rồi các bạn cũng thấy được cái đơn delivery lúc nãy á, thì là mình sẽ có được cái map, cái bản đồ đúng không các bạn? Đúng không? Mình phải hỏi khách hàng cái địa chỉ đúng. Mình nhập vô nha. Chứ không phải nhập đại hay là gì cho khách hàng là giao tầm bậy tầm bạ. Được không? Rồi,
Ở trong những tất cả những cái đơn mà mình đang xử lý bằng POS này các bạn lưu ý á, có những cái tab này nha. Chờ xác nhận là đơn hàng đến từ nguồn nào mọi người. Các bạn. Online là gì ta? Web với app nha. Còn delivery là nó sẽ nằm ở cái bên ngoài bên này ha. Rồi cái tab đang phục vụ là những cái đơn đang mình đã xác nhận rồi thì là mình đang xử lý cho khách hàng của mình, được không? Rồi tùy theo cái phương án là mình set up trả tiền trước hay sau thì ví dụ như đây trên màn hình các bạn có thể thấy là shop của anh đang cái cửa hàng của anh mình đang set up cho cái việc là thanh toán trả sau, ăn xong mới trả tiền, thì bây giờ tất cả những cái đơn này bấm vô thanh toán hết. Cái gì đâu mà 10 triệu mấy vậy, 11 triệu vậy. Có 5 cái chén súp cua thôi mà làm gì mắc dữ. Rồi, đó, ví dụ vậy. Đó, thì cái này là mình còn bạn Đức demo thì lúc nãy là mình chưa có tới cái bước hoàn tất đơn, thì anh kết thúc cái khúc này của bạn Đức giúp bạn Đức ha. Đó là mình sẽ còn một cái rất là hay nữa là mình cho phép cái cổng kết nối với máy in. Và khi mà hoàn tất đơn hàng thì các bạn có thể in cái bill cho khách hàng ngay lại một lần nữa. Hoặc là các bạn sẽ chọn phương án là tiếp tục mà không cần in thì tùy. Rồi, ở đây thì về các cổng thanh toán thì các bạn đã nắm được ha, mình cũng có nhiều cổng thanh toán. Đơn vị giao hàng mình cũng sẽ liên kết thêm những cái đơn vị giao hàng nữa. Anh hy vọng, anh rất là mong chờ các bạn cập nhật tiếp theo được cung cấp cho các bạn. Ha. Rồi về những cái chương trình giảm giá, không biết là lúc nãy các bạn có kịp nhìn vào những sản phẩm đã được giảm giá hay chưa? Ví dụ như anh sẽ mở một cái đơn hàng lại thử. Đó, cái đơn hàng này ví dụ như là thuế là 800 ngàn nè, khuyến mãi là được giảm thẳng 100 ngàn rồi. Khách hàng của mình là đã được, tại vì họ mua ở đâu các bạn? Họ mua trên app á, là họ đã đăng ký thành viên rồi, họ nghiễm nhiên họ là thành viên rồi. À, thì tùy theo cái hạn của họ là như thế nào họ sẽ được giảm thêm những phần trăm đó nữa. Và phí vận chuyển, cái phí vận chuyển á thì là khi cho dù người ta đặt ở trên app hay là người ta đặt delivery á, thì mình cũng, nếu mà người ta gọi điện thoại đến delivery thì mình sẽ thông báo à anh ơi, thì theo như cái khoảng cách này của anh thì bên em thu cái phí ship là khoảng 20 ngàn nha anh. Đó, ví dụ vậy. À, khách đồng ý thì mình tạo đơn. Còn trên app thì nó để sẵn cho mình rồi, được không? Rồi, ở phần những cái đơn hàng mình quản lý, những cái đơn hàng ở trên POS này, anh cũng mong là sắp tới mình cũng sẽ demo tiếp được cái đơn hàng từ web nữa cho nó chuẩn chỉnh ha. Thì có bạn nào đặt thêm cái câu hỏi nào hay là thắc mắc thêm cái phần nào về cái đơn hàng này không, để anh back lại mình mở trang admin này coi. Rồi Break, cái đó là mình phải đợi mình liên kết với cái bên bài xong cho hoàn chỉnh thì anh nghĩ là bên mình anh sẽ có câu trả lời chính xác cho các bạn ở cái phần đó. Add vào bill tính năng sẽ được cập nhật chắc sắp tới sẽ được cập nhật, anh có nói rồi, bên product mình nhận thông tin đó rồi. Ơi đâm quá rồi. Được chứ. Rồi cảm ơn em. Nhờ câu hỏi của em thì anh nhắc lại, ôn lại bài một chút. Tại vì nãy giờ anh với Đức đang dùng tài khoản chủ thôi. Anh sẽ có nhiều tài khoản các bạn nhân viên nữa, thì mỗi bạn nhân viên một cái thiết bị mà phân quyền ra thôi. Tại vì nãy giờ là anh đang dùng tài khoản chủ. Ví dụ giờ anh đang có 5 bạn nhân viên cashier thì 5 bạn 5 tài khoản khác nhau, cũng trên web này luôn, của mình luôn.
em nhớ cái bước mà đăng nhập không? Đây nè, bây giờ anh kết ca luôn, anh đăng nhập lại luôn. Rồi bây giờ ngày hôm nay anh bán được bao nhiêu đây? Ủa sao không? À cái app mà dành cho người bán hàng của MB hả? Là nó theo như cập nhật mình sẽ vào khoảng quý 3 là sẽ có cái app riêng đó. À, còn hiện tại thì các bạn vẫn có thể đăng nhập bằng cái giao diện web để xử lý và đăng nhập bằng tài khoản của nhân viên được phân quyền, đó là được. Hả? À đây nè, rồi các bạn học offline thì có thể thấy trước mặt các bạn cái máy POS đây. Anh vô anh thanh toán hết để shop anh có tiền coi. Rồi đó, bán được nhiêu đây đó. Không, kết thúc ca. Rồi ở cái phần kết thúc ca này, trước khi anh bấm kết thúc ca, anh vẫn có thể bấm một lần nữa và kiểm kê kho hàng để khai báo. À, khai báo với chủ là tôi lỡ làm rớt thêm hai trái trứng nữa. À, đó ví dụ vậy, mình vẫn có thể kiểm kê kho hàng thêm một lần nữa ngay lúc này, được không? Rồi bắt đầu mình sẽ kết thúc cái ca làm việc của mình. Đó. Rồi ở đây thì trả lời rõ hơn cho em nữa là bây giờ ở ngay đây là mình đăng nhập nè. Thì là nếu bạn là nhân viên thì bạn sẽ được cấp một cái tài khoản của nhân viên đúng không? Thì bạn cũng sẽ có ID và password, bạn nhập vô đây thôi. Hiểu không nào? Ok không? Ví dụ là cái đó là em lên cái web đăng nhập tài khoản nhân viên, khi mà cái hàng có quyền thì bạn nhân viên mà sẽ nhập tài khoản nhân viên vô xe rồi. Người ta chưa có cái app trên di động thôi. Nhưng mà mình vẫn có thể đăng nhập bằng web được mà. Rồi anh nói rõ hơn, ví dụ bạn tưởng tượng như bây giờ shop của bạn có 5 bạn cashier, 5 bạn nhân viên và 5 cái máy này, 5 cái máy tính tiền như vậy nè, thì các bạn vẫn đăng nhập trên mỗi một bạn nhân viên một tài khoản, một cái máy tính tiền này thôi, bình thường, được không? Rồi, đó là thông tin ha, và kết thúc cái buổi hướng dẫn này bằng một cái hình ảnh là các bạn có thể thấy được rằng là rất nhanh chóng trang admin của mình liên kết với các hệ thống POS của tất cả các chi nhánh và nó tổng kết cho cái người chủ thấy rằng là những cái hoạt động diễn ra trong các cửa hàng của mình có doanh thu lợi nhuận và có thống kê rất rõ ràng, thống kê theo giao dịch. Đó. Theo đơn hàng à, có cái ông này ông mua khá nhiều đây, thấy không? Ông mua cái đơn này đây đó, được không? Muốn coi khách hàng này như thế nào click vô coi, được chưa? Rất nhanh chóng mình có thể click đến CRM của mình đó. Đó là những cái mà các bạn cần note lại khi demo đơn hàng. Mình demo đơn hàng cho khách hàng của mình không có nghĩa là mình chỉ thao tác cái thao tác là đặt đơn, chọn món, tính tiền xong rồi thôi, mà mình demo cái thao tác đặt đơn là mình cần phải nói đến những cái liên đới như là những cái mà sẽ hỗ trợ cho cái đơn đó và cái mà cái người chủ họ cần à, chứ không phải là cái thao tác mà mình ngồi giống như mình trả bài là mình lít 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 nè, em tạo đơn cho anh coi nha, chọn món ăn, món tính tiền nha, xong đó. Nếu mà như vậy thì chắc chừng 1 phút, đúng không bạn? Đúng không? Và cái người mà trước mặt các bạn là những người mà sẽ chi tiền ra, họ cũng chưa thấy thú vị gì. Cái mình cần nói ra là mình phải nói là à, bên em đây là cái đặc sắc nhất, là lý do tại sao nó đặc sắc, lý do tại sao vậy à, nó sẽ quản lý, nó sẽ giúp anh quản lý được cái rất là nhiều cái à, đó là cái mà anh cần các bạn nói, được không? Rồi à, các bạn online ơi, còn câu hỏi nào thêm dành cho anh không? Nếu không có câu hỏi nào thêm thì các bạn gõ vào ô chat box số 9 giúp anh với. Rồi.
Rồi ở đây các em ơi, rồi nếu mà không có câu hỏi nào thêm, anh xin phép kết thúc cái buổi hướng dẫn về F&B và chủ đề là thao tác các đơn hàng từ các nguồn, nhằm nắm những thông tin này nha các bạn. Rồi chúc các bạn một buổi chiều đầy năng lượng và chốt thêm thật nhiều đơn. Cảm ơn các bạn đã tham dự.